Em xin kính chào quý khách nhé. Sau đây em quay chi tiết cho quý khách xem cái bộ vẹt che mưa của xe Kia K3 đời 2021-2022 quý khách nhé. Cái bộ vẹt che mưa này là dành cho con xe Kia K3, là nó đổi tên từ con Cerato sang con K3 quý khách nhé. Đó, đời mới nhất đấy. Bộ sản phẩm thì gồm có 4 cái thanh nhựa như thế này. Đó. Chất liệu thì bằng nhựa quý khách nhé. Màu thì màu đen này. Đó. Trên về đây là có cái in cái chữ MM, đây là chữ K3. Đó, là tên của cái dòng xe. Đó, đằng sau thì có băng dính hai mặt như thế này. Quý khách mua về chỉ việc bóc băng keo nó mà dán thôi. Rất là đơn giản mà dễ dàng. Đó. Đấy, quý khách nhìn thấy chưa? Bộ sản phẩm này nó nắp rất là vừa vặn cho xe Kia K3 2022 quý khách nhé. Địa chỉ bên em thì là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quý khách đặt hàng mua hàng là cứ liên hệ với bên em nhé. Em nhận ship hàng và giao hàng trên toàn quốc luôn. Đó. Hàng này cực kỳ là vừa vặn và đẹp mắt quý khách nhé. Đó. Rồi, xin cảm ơn quý khách rất là nhiều nhé.